Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh vừa đồng loạt có động thái lạ, mạng xã hội rộ tin đồn biến căng về vụ bê bối ở Tây Ban Nha. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, mạng xã hội tiếp tục rộ tin đồn về diễn biến mới vụ bê bối hai sao nam ở Tây Ban Nha khiến dân tình xôn xao. Thưa quý khán giả, như chúng tôi đã liên tục cập nhật đến quý vị, ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhiều trang báo nước ngoài đã đưa tin về vụ việc thông tin một diễn viên và một nhạc sĩ nổi tiếng người Việt Nam bị bắt vì cáo buộc xâm hại tình dục một cô gái người Anh 17 tuổi tại Tây Ban Nha từ tuần trước đó. Đáng nói, ngay sau khi thông tin này nổ ra, công chúng trong nước đã đồng loạt gọi tên Hồng Đăng cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh khi cả hai đã check-in ở Tây Ban Nha cùng thời điểm trùng khớp về thông tin trên. Dù chưa lên tiếng về sự việc nhưng Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã chính thức bị cấm sóng tại Việt Nam. Theo đó, Hồng Đăng đã bị cắt toàn bộ vai diễn trong bộ phim Thương Ngày Nắng Về đang cực kỳ ăn khách. Trong phim này, anh vào vai Đức Xoăn. Hồ Hoài Anh cũng đã chính thức bị đình chỉ công tác tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Kèm theo đó, hiện tại Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã có luật sư ở Tây Ban Nha như ngầm khẳng định sự việc này đích thị là Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng. Đến ngày 16 tháng 7 thì dân tình phát hiện cả Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã có động thái mới, đó là mở lại trang cá nhân. Trước đó đều đã bị khóa, riêng diễn viên Hồng Đăng hiện đã khóa trang cá nhân trở lại sau khi bị nhiều người chú ý. Tuy nhiên, động thái này khiến không ít người nghi ngờ về việc giải quyết bê bối của hai nghệ sĩ đang có những tiến triển mới. Giữa lúc diễn biến vụ hai sao nam bị tố cưỡng bức ở trời Tây vẫn chưa có thêm thông tin, vào chiều ngày hôm qua 17 tháng 7 thì mạng xã hội đã lan truyền tin đồn về bê bối này. Theo đó, một tài khoản có đến hơn 20.000 người theo dõi đã chia sẻ dòng trạng thái được cho là có liên quan đến vụ bê bối nói trên. Nghe nói vụ bên Tây Ban Nha, em gái đang đòi mỗi anh 200.000 để xí xóa. Ngay lập tức, dòng trạng thái này đã được lan truyền chóng mặt. Nhiều người cho rằng dựa vào tin đồn này thì hai sao nam nói trên có thể phải tốn mỗi người tiền tỷ vì bê bối ở Tây Ban Nha. Tuy nhiên, đây chỉ là tin đồn chưa được xác nhận. Những nguồn tin chính thống trong nước vẫn chưa lên tiếng thêm về tin tức vụ việc này. Có thể thấy dù đã gần nửa tháng trôi qua nhưng bê bối về cáo buộc cưỡng bức của hai sao Việt vẫn được dân tình đặc biệt chú ý. Tẩy chay nghệ sĩ thiếu chuẩn mực, quyền của công chúng. Mến chào quý vị khán giả của kênh Bản Tin Online. Thưa quý vị, nhiều cái tên trong showbiz Việt được độc giả điểm danh có lối sống, phát ngôn hành xử thiếu chuẩn mực. Hơn ai hết, công chúng cần sử dụng quyền bày tỏ thái độ, cụ thể là tẩy chay đối với những nghệ sĩ có lối sống, cách hành xử thiếu chuẩn mực để tạo nên một môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh. Nghệ sĩ và lối hành xử lệch chuẩn không chỉ là mất thiện cảm vì những phát ngôn gây sốc, một bộ phận nghệ sĩ ngày nay còn có lối sống hành xử thiếu chuẩn mực. Từ những dòng trạng thái của Kiều Thanh, Kim Oanh trong ồn ào liên quan đến hai nghệ sĩ Việt bị tố hiếp dâm cho đến những lời bênh vực của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Việt Anh bày tỏ lòng thương cảm với học trò, cho thấy lối hành xử của một bộ phận nghệ sĩ có vấn đề trầm trọng. Sự việc bắt đầu từ tranh cãi liên quan đến hai nghệ sĩ Việt bị tố tấn công tình dục khi đi công tác ở Tây Ban Nha. Gần một tháng sau khi sự việc xảy ra, dư luận vẫn chưa ngớt xôn xao truyền tai nhau. Giữa thời điểm ồn ào đẩy lên đỉnh điểm, phát ngôn của Kiều Thanh và Kim Oanh tạo nên một cuộc tranh cãi cực kỳ lớn. Theo đó, trên trang cá nhân, nghệ sĩ ưu tú diễn viên Kiều Thanh đã đăng tải lại bài viết về lùm xùm của hai nam nghệ sĩ và cho rằng ở nước ngoài các bé dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm, chẳng qua do hai nam nghệ sĩ đẹp trai lại nổi tiếng nên mới thành ra to chuyện, chứ đây là văn hóa đàn ông rất đổi bình thường. Nguyên văn nữ nghệ sĩ Kiều Thanh viết như sau: đàn ông đi nước ngoài ông nào chẳng thử dâu ngô một tí, không chủ động thì cũng tác động bởi bạn bè hoặc fan hâm mộ mời tặng quà. Ở bên nước ngoài các bạn nữ phát triển dậy thì sớm, trải nghiệm cũng sớm, từ 12, 13 tuổi cơ, vào đúng ngay hai anh đẹp trai lại nổi tiếng nên thành to chuyện, có khi là người bình thường thì bạn nữ kia cũng ok ngay. Trước những ồn ào liên quan đến đồng nghiệp, diễn viên Kim Oanh cũng đã lên tiếng bênh vực. Cô bày tỏ, trong đời mỗi người sẽ có một thời điểm không thể quay đầu lại, và trong một vài trường hợp, thời điểm đó là lúc cậu không thể tiếp tục được nữa, và khi ta chạm đến thời điểm đó, mọi thứ ta có thể làm chỉ là chấp nhận sự thật, đó là cách mà chúng ta tồn tại. Tất cả chúng ta đều là những con người không hoàn hảo, sống trong một thế giới không hoàn hảo, vậy nên tôi bên các bạn tôi đấy, tôi bên đồng nghiệp của tôi đấy thì sao? Việc hai diễn viên lên tiếng giữa tâm bão của đồng nghiệp đã gây ra không ít tranh cãi. Một số người tỏ ra đồng tình và khuyên khán giả không nên đưa ra kết luận trước khi có thông tin chính thức. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một vài ý kiến cho rằng Kim Oanh và Kiều Thanh có những suy nghĩ lệch chuẩn vì đứng trên cả pháp luật, cán công lý để phân bua đúng sai.
một vài độc giả cho rằng cách hành xử của hai nữ diễn viên gạo cội thể hiện đạo đức lệch chuẩn của một bộ phận những người của công chúng có vấn đề. Thiết nghĩ ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân, nhưng đã là người của công chúng thì các nghệ sĩ cũng cần điều tiết cái tôi của mình khi thể hiện trước công chúng. Trước đó thì nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và Việt Anh cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cụ thể vào thời điểm Hữu Tiến bị công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ hình sự để điều tra tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Diễn viên này từng làm việc tại sân khấu kịch Hồng Vân từ năm 2009. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là đàn chị và cũng là người thầy của Hữu Tiến, nên mọi động thái của chị được khán giả theo dõi và hết sức quan tâm. Tối muộn, sau thời điểm học trò bị tạm giữ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân gây bất ngờ vì dòng trạng thái bênh vực cho học trò. Cả đêm qua không tài nào ngủ được, vừa giận, vừa thương, vừa buồn. Cuộc sống tự mình định đoạt, tương lai do mình quyết định, còn sống là còn phấn đấu, sai đến đâu sửa đến đó, vấp ngã chỗ nào đứng lên chỗ đó, hãy cố gắng vì những người thân bên cạnh. Trong số những bình luận động viên từ khán giả và đồng nghiệp, đáng chú ý nhất là bình luận của nghệ sĩ nhân dân Việt Anh. Theo đó, đáp lại lời thăm hỏi của đàn anh, Hồng Vân nói, chuyện này anh biết mà, nó dại dột quá. Câu nói tiếp theo của nam nghệ sĩ khiến dân mạng bất bình. Anh mới biết tối qua, chắc bị ai tị hiềm chỉ điểm, ở nhà mà sao công an biết vô bắt, bạn với bè. Đoạn hội thoại của nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ nhân dân Việt Anh nhanh chóng được lan truyền khắp mạng xã hội, kéo theo nhiều lời chỉ trích gay gắt. Trên các diễn đàn bàn luận về showbiz, cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích cho rằng hai nghệ sĩ lớn bày tỏ sự thương cảm sai chỗ, mặc cho Hữu Tiến mắc sai lầm nghiêm trọng liên quan đến pháp luật. Sử dụng quyền tẩy chay nghệ sĩ của công chúng. Không chỉ có những phát ngôn gây sốc, chuyên tạo scandal khoe da khoe thịt của một bộ phận nghệ sĩ cũng thường xuyên xảy ra. Sau chuỗi lại để thấy, giới showbiz Việt để lộ ra không ít mảng tối và việc hàng loạt những vi phạm pháp luật đã được cơ quan chức năng đưa ra ánh sáng khiến công chúng thêm phần phẫn nộ. Đỉnh điểm là trường hợp những diễn viên bị lực lượng chức năng phát hiện khi vi phạm pháp luật, chính những hành động thiếu suy nghĩ, lối sống lệch chuẩn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho vấn đề thanh lọc nghệ sĩ của công chúng. Tình trạng này đã và đang ở mức báo động đỏ. Đánh giá về sự hỗn tạp của showbiz Việt thời gian gần đây, Tiến sĩ Lưu Hồng Minh, nguyên trưởng khoa xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, ở một thị trường nổi tiếng khắc nghiệt như showbiz, những phát ngôn và hành động bất cẩn có thể khiến sự nghiệp của một số nghệ sĩ rơi vào trạng thái nguy hiểm. Nói về việc giữ gìn hình ảnh của giới văn nghệ sĩ, Tiến sĩ Lưu Hồng Minh nhấn mạnh, nghệ sĩ cần thiết phải chú trọng hành động, lối sống, cách hành xử của mình để giữ gìn hình ảnh của bản thân. Đạo đức nghề nghiệp là yếu tố buộc phải có trong mọi công việc, riêng đối với lĩnh vực nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp lại có những yêu cầu cao và khắt khe hơn bởi đó là người của công chúng. Đồng quan điểm với tiến sĩ Lưu Hồng Minh, chuyên gia văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng sự lớn mạnh của truyền thông mạng xã hội kéo theo những hệ lụy khiến nghệ sĩ có những suy nghĩ lệch lạc. Các nghệ sĩ trong rất nhiều những lựa chọn thì truyền thông mạng xã hội luôn là lựa chọn chính để tiếp cận với khán giả. Tôi không đổ lỗi cho mạng xã hội, nhưng mạng xã hội cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho lối sống ảo tưởng, tự do thái quá lên ngôi, và đến một lúc nào đó chính những nghệ sĩ cũng không làm chủ được hành vi ứng xử của mình trên không gian mạng xã hội, đưa đến xuất hiện những phát ngôn kèm theo hành động phản cảm, thậm chí phản văn hóa. Chuyên gia văn hóa Ngô Hương Giang đánh giá, theo ông Ngô Hương Giang có 3 nguyên nhân căn cốt dẫn đến nghệ sĩ có suy nghĩ lệch lạc về lối sống. Thứ nhất là thiếu nghiêm khắc với bản thân, buông thả với vai trò nghệ sĩ của mình. Thứ hai là thiếu đào tạo bài bản và chuyên sâu về nghệ thuật. Cuối cùng là sự ảo tưởng xuất phát từ con quỷ thường trực trong mỗi người nghệ sĩ. Khi người nghệ sĩ sống với lòng tự phụ và sự ảo tưởng trong mình, cộng hưởng với sự tung hô của người hâm mộ thì rất dễ dẫn đến việc họ khó lòng kiểm soát được phát ngôn và hành động. Đề xuất biện pháp nhằm chấn chỉnh tình trạng nghệ sĩ hành xử thiếu chuẩn mực, chuyên gia văn hóa cho rằng công chúng cần thể hiện thái độ lên án những hành động lệch chuẩn bằng quyền tẩy chay nghệ sĩ. Nghệ thuật cũng giống như cuộc sống muôn hình vạn trạng, khi xã hội càng phát triển kéo theo những lệch chuẩn cũng sẽ bị công chúng tẩy chay. Ngoài ra, nghệ sĩ lệch chuẩn cũng sẽ tự bị đào thải trong môi trường cạnh tranh nghệ thuật, đó là quy luật.